Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ công du Vương quốc Anh, Iceland, Việt Nam và Nhật từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 4. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trước khi tới châu Á, Ngoại trưởng Blinken sẽ cùng Tổng thống Joe Biden tới Vương quốc Anh và Iceland từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4. Sau đó, ông Blinken sẽ tới Hà Nội để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tại Hà Nội, ông Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Việt Nam để trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kết nối thịnh vượng hòa bình và có sức chống chịu mạnh mẽ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết thời gian cụ thể ông Blinken sẽ đến Việt Nam. Sau khi thăm Việt Nam, ông Blinken sẽ tới Karuizawa của Nhật để tham dự hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nền kinh tế phát triển G7 và thảo luận với những người đồng cấp về phương hướng cho một loạt các vấn đề toàn cầu, bao gồm cuộc chiến Nga-Ukraine, giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, cũng như thúc đẩy tầm nhìn tích cực về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong năm nay, nhiều quan chức chính khách Mỹ đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam, gồm đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Jeff McKay dẫn đầu. Trước đó, vào năm 2021, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chia sẻ trên Twitter rằng cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông và ông Phạm Bình Minh, khi đó đang là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, diễn ra rất vui vẻ. Ông hy vọng cuộc trò chuyện tiếp theo là bên một tô phở ngon ở Hà Nội. Trong bài đăng trên trang Twitter về cuộc điện đàm rạng sáng ngày 5 tháng 2 năm 2021 giờ Hà Nội, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken viết, buổi trò chuyện vui vẻ đầu tiên với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh là về cam kết của chúng tôi đối với hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Tôi hy vọng cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng tôi là bên một tô phở ngon ở Hà Nội, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm. Cùng ngày, tài khoản Twitter của ông Phạm Bình Minh, khi đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn lại bài đăng của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, trong đó nhấn mạnh, tôi rất vui được nói chuyện với Ngoại trưởng Blinken qua điện thoại vào sáng sớm nay, nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì sự thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Tôi đang mong chờ cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta về một tô phở ở Hà Nội. Ông Phạm Bình Minh đáp lại thông điệp của Ngoại trưởng Blinken. Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam đã có nhiều bước phát triển trên mọi lĩnh vực trong 25 năm qua, nhất trí hợp tác để góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và sâu sắc hơn trong thời gian tới với trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực hàng hải, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, cũng như đẩy mạnh hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Blinken chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ngoại trưởng Blinken cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm ASEAN trong khu vực, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các cơ chế khu vực và quốc tế về các vấn đề cùng quan tâm. Trước đó, vào sáng 13 tháng 5 năm 2022, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, tại thủ đô Washington DC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Hoa Kỳ đã ứng phó đại dịch COVID-19 và đưa cuộc sống trở lại bình thường một cách thành công, với minh chứng sống động là việc tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Trong đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như cá nhân Ngoại trưởng Blinken đóng vai trò rất quan trọng. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 qua kênh song phương cũng như qua cơ chế COVAX vào thời điểm Việt Nam đang gặp khó khăn nhất, giúp Việt Nam kiểm soát đại dịch. Trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ hai nước có lịch sử đặc biệt. Ngay từ khi Việt Nam mới giành độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đã gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ Truman, trong đó đặc biệt là lá thư ngày 16 tháng 2 năm 1946. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay quan hệ giữa hai nước đã đạt được những bước tiến dài và tích cực,
trong đó có chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ 7 năm trước, đặt nền móng vững chắc, tạo cơ sở để quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chính sách của Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng. Thủ tướng hoan nghênh những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua việc trao đổi đoàn các cấp ở tất cả các ngành và lĩnh vực, kim ngạch thương mại đang ngày càng tăng nhanh và ổn định, đạt gần 112 tỷ đô la Mỹ năm 2021, bất chấp các khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Trên cơ sở chân thành, tin cậy, trách nhiệm, tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực cụ thể như khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như phối hợp xử lý các vấn đề toàn cầu, ứng phó dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chống sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững và có sức chống chịu. Ngoại trưởng Blinken chia sẻ những kỷ niệm đẹp về Việt Nam qua hai chuyến thăm Việt Nam vào năm 2015 và 2016, nhất là những ấn tượng sâu sắc về sự cần cù hiếu khách của người dân cũng như sự năng động của nền kinh tế Việt Nam. Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, bày tỏ nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về những bước tiến tích cực và tiềm năng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Hoa Kỳ coi vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những ưu tiên cao trong quan hệ với Việt Nam. Theo đó sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Ngoại trưởng Blinken chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào nỗ lực quốc tế để kiểm soát dịch bệnh, về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh những cam kết của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh COP26, khẳng định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết này. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Blinken cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc Hoa Kỳ và ASEAN tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện, trách nhiệm giữa Hoa Kỳ với ASEAN nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương nói chung. Ngoại trưởng Blinken cho biết, sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một trong những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy một khuôn khổ kinh tế có lợi cho tất cả các nước, khẳng định đây là một cơ chế mở và linh hoạt, đồng thời nhất trí về việc cần làm rõ hơn nội hàm của sáng kiến này. Hai bên nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!